Zeros trong vài năm trở lại đây, gần như mặc định được đánh giá là siêu sao ở vị trí đường trên. Tuy nhiên, kể từ năm 2020 cho đến nay, chỗ đứng của tuyển thủ này bị lung lay dữ dội và đến hiện tại, dường như chỗ đứng đó cũng đã mất đi. Mới đây nhất, Zeros chính là người bị chỉ trích nặng nề nhất sau trận thua trước Gam. Sự tức giận không chỉ nằm ở người hâm mộ của SBTC mà còn ở các fan trung lập, những người lãnh đạo tổ chức này, thậm chí một vài tuyển thủ trong team cũng đã có dấu hiệu bất mãn. Chúng ta tạm thời không xét đến cơ hội tham dự playoff của SBTC trong mùa giải này, mà chỉ nói về cá nhân Zeros. Ngược dòng thời gian, Zeros có màn debut VCSA lần đầu tiên trong mùa áo Gam. Trước đó, anh chàng được biết đến là tuyển thủ có kỹ năng cá nhân cực cao trong mùa áo các đội tuyển bán chuyên như Bình Thạnh Gaming hay Hall of Fame. Nghe Zeros bước vào mái nhà Gam, người hâm mộ cực kỳ mong đợi về một tuyển thủ trẻ có thể lấp đầy điểm yếu của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Thực tế, em trai Úc của Minas không làm người hâm mộ thất vọng. Ngay trong mùa giải đầu tiên, Minh Lộc đã tạo dựng danh xưng Ma Vương khi anh là đối thủ duy nhất có thể đàn áp đã để Stark vào thời kỳ đỉnh cao ở đường trên. Tiếc là Gam khi ấy không còn Levi và Optimus, thế nên danh hiệu áo quân chung cuộc không khiến tuyển thủ trẻ này thỏa mãn. Quyết định rời Gam để gia nhập đội tuyển chỉ đạt hạng 4 mùa giải trước là Buffalo đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Dấu hỏi về tham vọng vô địch VCS của Ma Vương cũng được đặt ra. Và rồi, Minh Lộc đã cho tất cả thấy đây là một quyết định sáng suốt. Hai mùa giải liên tiếp lên ngôi vô địch VCS để tham dự chung kết thế giới và MSI. Zeros khi ấy chính là siêu sao số 1 giải đấu. Những danh hiệu MVP đến với anh như một lẽ tất yếu. Tuy nhiên, không một ai đánh bại được Ma Vương ở đường trên. Đó chính là khởi nguồn cho căn bệnh ngôi sao. Mùa hè 2019, Levi rời Trung Quốc để trở về Việt Nam khoác áo Gam. Zeros cũng quay trở về mái nhà xưa trong tâm thế top laner số 1 giải đấu. Đi kèm theo đó là án phạt 6 trận lượt đi. Dù vậy, khi kết thúc án phạt, Zeros ngay lập tức được tin dùng, bất chấp Yoshino đang chơi rất thăng hoa. Mùa giải ấy, Gam hủy diệt giải đấu và đến với chung kết thế giới. Nhưng rõ ràng, nhiều giải đấu lớn đã qua, nhưng Zeros vẫn không có tiến bộ. Chỉ số farm luôn vượt trội. Tuy vậy, đóng góp của anh cho toàn đội lại tỷ lệ nghịch với chỉ số farm. Thời điểm trở về Việt Nam sau một kỳ chung kết thế giới đáng thất vọng, Zeros đứng trước cơ hội xuất ngoại sang LPL. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của Covid-19, cũng như bản thân Zeros cũng không còn muốn xuất ngoại. Anh trở lại VCS sau khi giai đoạn lượt đi vòng bảng mùa xuân. Màn trình diễn của tuyển thủ này không hề tệ, nhưng bằng một cách nào đó mà Gam lại thất bại trước Flash tại chung kết một cách đầy bất ngờ. Đây cũng là bước ngoặt đánh dấu sự đi xuống của Ma Vương. Sau nửa mùa giải không thi đấu chuyên nghiệp, dường như cảm giác chuột và bàn phím của Zeros đã không còn như trước. Nhưng khoảnh khắc siêu sao vẫn còn đó, nhưng sự tỉnh táo, tinh quái trước đây dần mất đi. Zeros cũng mắc lỗi nhiều hơn thời kỳ ở phong vụ Buffalo Hoàng Kim. Rời Gam sau nhiều lùm xùm, Minh Lộc về với mái nhà Bạch Hổ Evos. Tại đây, dù được kỳ vọng rất cao, nhưng Evos lại không đáp ứng được yêu cầu của người hâm mộ. Minh chứng rõ ràng nhất là họ chỉ đạt hạng 3 chung cuộc. Thất bại của Evos trong mùa hè 2020, nguyên nhân lớn nhất phải kể đến là do chính họ, đặc biệt là cá nhân Zeros. Trong một tập thể quy tụ trai đẹp làng Liên Minh Huyền Thoại Việt như Divkit, Vake, Zeros, Evos, có ra cách đánh không được đẹp như vẻ ngoài của họ. Những vết xước gần như trận nào cũng có. Dù khởi sắc trong giai đoạn cuối mùa giải, nhưng Evos đã thể hiện một bộ mặt đáng trách tại vòng playoff. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ ván 3 vòng playoff năm ngoái, cuộc đối đầu giữa Evos và Cerberus. Evos khi ấy đã vươn lên dẫn trước 2-0. Zeros bắt đầu thể hiện độ ngông của mình bằng con bài Queen ở đường trên. Đối đầu với Renekton của LL, Evos tỏ ra hoàn toàn áp đảo cả ván đấu. Thậm chí thời điểm phút 32, Bạch Hổ hoàn toàn có thể kết thúc ván đấu khi mà đã có lợi thế quá lớn. Toàn đội Evos lao vào đánh nhau và thất bại nặng nề. Đến điểm là cánh chim không mỏi của Minh Lộc đã bay lượn liên tục qua phần sân đối phương, để rồi bị bắt lẻ nhiều lần, dẫn đến ván thua ngược đầy khó hiểu. Kết thúc trận đấu, Zeros trả lời phỏng vấn rằng không phải do anh quăng game mà là đánh như vậy để đồng đội lên trình. Có lẽ điều đó đúng bởi Bia quá lên trình nên đã chém chệ top 1 và xếp hạng cùng Gam. Còn Vake, Son, Divkit cũng lên trình không kém khi mà mùa trước đạt hạng 3, còn mùa này đang vật lộn giành tấm vé trụ hạng. Sự thiếu chuyên nghiệp trong ván thi đấu là nguyên nhân lớn giết chết Evos mùa giải đó, mà Zeros là điểm yếu không tưởng. Evos giải thể, người hâm mộ bắt đầu mong đợi về một tương lai mới của siêu sao này tại SBTC, nơi tập hợp những người đồng đội chất lượng. Cá nhân Zeros được kỳ vọng sẽ tìm lại hình ảnh Ma Vương ngày nào, nhưng không. Thế giới này chỉ có một người duy nhất vừa tốn hại trên stream mà vẫn vô địch thế giới là Duyên Bi, còn Minh Lộc thì không thể. Ngay cả trong xếp hạng đơn, Zeros của ngày trước là Zeros thách đấu hàng, có thể solo kill hàng loạt tên tuổi lớn. Còn Zeros hiện tại là Zeros kim cương hàng,
tấu hài trên stream và ngáo ngơ trong giải đấu. Khoảnh khắc tỏa sáng của Ma Vương quả thật rất nhiều, nhưng điểm tối thậm chí còn nhiều hơn. Bởi ngay cả một đường trên dẫn đầu về số mạng chết tại VCS như Kem Kem cũng có thể solo kill Minh Lộc, thì rõ ràng Zeros đang mất đi chữ S ở cuối tên. Give away là slogan của đường trên đội tuyển sắp bị out khỏi top 4. Kết thúc lượt đi, Zeros nói rằng lượt về có thể sẽ có thêm 2 vết xước. Có thể hiểu đó là 2 trận thua, nhưng hiện tại con số này cũng đã vượt quá 2. Thất bại trước Gam thì không nói, nhưng ngay cả đối thủ như BTS mà SE cũng ngã ngựa, thì họ có xứng đáng cho chiếc vé vào vòng playoff? Thắng thì đánh chết mẹ nó, thua thì give away một cách vui vẻ, trong khi cả team đang vô cùng buồn bã. Đó có phải là thái độ chơi game của một tuyển thủ đẳng cấp? Người hâm mộ chỉ trích Yijin và Zeros, nhưng nhìn kỹ vào Yijin sẽ thấy sự cố gắng không tưởng của anh chàng. Đỉnh điểm là ván 2 trận gặp Gam ở đây, Yijin đã chăm sóc Kia Gia đến mức con sóc nhỏ phải nằm xuống tận 4 lần trong giai đoạn đi đường. Sự hiệu quả trong các bước đi của Yijin rõ ràng là không thể chối cãi. Nếu chỉ đè rừng ra mà chửi thì đó là sự bất công với MVP VCS mùa xuân 2018. Zeros hiện tại đang quá ám ảnh hào quang đường trên số 1 Việt Nam. Thêm vào đó là niềm đam mê cày KPI bất chấp lợi ích của toàn đội. Tất cả đã dẫn đến một Minh Lộc rất dễ bị khai thác. Đặc biệt, mỗi khi Zeros đối đầu với Kiaya, khán giả có thể nhận ra đường trên của SE không giữ được sự bình tĩnh. Kiaya nói rằng Zeros gặp anh như con gặp bố, còn Levi cũng phát ngôn Kiaya đang 700-800 điểm thách đấu hàng, còn Zeros thì đang kim cương 1, khoảng cách ấy như rank vàng với kim cương vậy. Đó là trash talk, nhưng nó đúng. Renat Kiaya nằm xuống 4 lần nhưng vẫn farm bằng với Renaton của Zeros. Điều này vừa chứng tỏ Ma Vương không còn đi đường khủng khiếp nữa, mà Kiaya đang thực sự có trình độ nhỉnh hơn đối thủ. Zeros ván đấu ấy có quá nhiều lợi thế nhưng vẫn không có tác dụng gì vào giai đoạn giữa và cuối ván, chứng minh rằng Celebrity nói đúng. Cam cho nó cũng không làm được gì. Tất nhiên, SPTC thảm bại trước Gam còn đến từ những vấn đề trong việc cắm chọn, giao tiếp. Ngay cả địa 1 cũng nhiều lần pick bài đỏ khi đánh TF, chứ không phải không có lỗi, nhưng điểm khuyết khổng lồ không ai khác hơn ngoài Zeros. Thầy giáo ba từng nói, các thành viên phải hạ cái tôi của mình xuống, nhưng dường như chẳng được các tuyển thủ để tâm. Sự mong chờ của thầy ba vào team này gần như 70% đã đổ sông đổ biển. Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội Zeros, Soft đã có dòng status đầy ẩn ý trên trang cá nhân với nội dung: người ta giỏi có quyền theo đuổi hình tượng The Shine của người ta mà chưa tìm được support như Rookie thôi, đừng dìm người ta như vậy. Hiện tại dòng trạng thái này đã bị xóa, tuy nhiên nó không thể qua mắt được cộng đồng mạng. Hầu như ai cũng hiểu người mà Soft muốn ám chỉ đó là ai. Bởi Zeros có lối chơi rất giống với The Shine, và nhiều người cũng cho rằng Minh Lộc là The Shine của Việt Nam. Tuy nhiên, rõ ràng với từ người ta có thể thấy Soft đang mỉa mai mà không hài lòng với thái độ cũng như phong độ thi đấu thuyết phục của người đàn em. Bên cạnh đó, chúng ta cũng hiểu ra rằng Soft vẫn đang ngầm công nhận tài năng của Zeros, và Rookie mà Soft nói tới ở đây không phải nhắm vào địa 1. Người đi rừng của Sunning đang đề cập đến thứ mà Zeros cần: một đường giữa hy sinh. Bởi The Shine tỏa sáng chính nhờ vào một đường giữa chịu hy sinh như Rookie. Độ tay to của Rookie là không thể bàn cãi. Và thực tế, vẫn có một người từng sát cánh với Zeros đã từng làm được điều tương tự, đó là Naul. Thời kỳ ở phong vụ Buffalo, toàn đội đã hy sinh cho Zeros để anh chàng này tỏa sáng. Đó cũng là thời điểm huy hoàng nhất trong sự nghiệp game thủ của đường trên sinh năm 2000. Và hiện tại ở SPTC, địa 1 không thể hoàn thành được vai trò làm nền như vậy, bởi không những không phù hợp với cách đánh của địa mà còn lãng phí tài năng. Ba Tú cũng có status: nếu không có thực lực, bù đắp bằng thời gian, nếu không có nghị lực, vứt. Đó là động thái cho thấy giọt nước đã sắp tràn ly. Thay vì chăm chỉ livestream tấu hài hay đăng status cợt nhã sau mỗi trận đấu, Zeros nên tập trung try hard để trở về là chính mình. Các bệnh ngôi sao đã ăn quá sâu vào máu. Những lời cảnh tỉnh của những người lớn như huấn luyện viên Tinicun hay Ba Tú cộng với sức mạnh sát thương của cộng đồng mạng vẫn chưa đủ sức giúp Zeros tỉnh táo. Thậm chí, anh còn ước mơ khả năng rời SPTC để gia nhập Flash. Đó có phải là thái độ để trả ơn anh ba? Không thể phủ nhận Zeros là đường trên kiệt xuất bậc nhất Việt Nam từng sản sinh, nhưng nó đã trôi vào dĩ vãng. Zeros hiện tại khó có đội tuyển nào dám chiêu mộ, bởi vì nói không nghe, chửi lại tự ái, dường như chẳng có biện pháp nào để Minh Lộc tìm lại được lối về. Và nếu cứ thi đấu như hiện tại, Zeros nên nghĩ đến việc trở thành một streamer, bởi một game thủ chuyên nghiệp như SPTC Zeros chỉ làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Còn nếu vẫn khát khao thi đấu và tỏa sáng, em trai Minas phải thay đổi mình, và tốt nhất hay là PvP Zeros. Nếu Zeros hay các thành viên SPTC có xem được video này, mong rằng sẽ có nhiều thay đổi trong những trận đấu cuối cùng
bởi người hâm mộ không muốn SPTC sớm nở chóng tàn, hay thi đấu một mùa rồi giải thể. Còn với Zeros, hãy xem đây là những lời đóng góp chân thành từ fan hâm mộ, dẹp cái tính trẩu của mình đi và trưởng thành hơn trong lối chơi cũng như cuộc sống. Tương lai vẫn còn rất rộng với một tuyển thủ sinh năm 2000. Hy vọng Ma Vương sớm trở lại và SPTC sẽ có được một vài thành công nhất định trong mùa giải này. Còn về giấc mơ đi Iceland của anh ba, chắc phải chờ một cơ hội khác.